Thưa quý vị, người dân không được ra khỏi nhà, chỉ ra khỏi nhà trong một số trường hợp nhất định. Đây là yêu cầu quan trọng trong chủ trương mới đây về giãn cách xã hội quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn của thành phố Đà Nẵng. Ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên áp dụng chủ trương này, người dân thành phố đều tuân thủ không ra khỏi nhà, nhất là không tập trung đi bộ, đạp xe, tập thể dục ngoài trời vào sáng sớm như trước đây. Sau khi thành phố áp dụng chỉ thị 05 về giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố, sáng sớm nay, theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố mà người dân thường tập trung tập thể dục hay hoạt động thể dục thể thao đều vắng bóng người. Điều này cho thấy người dân thực sự đã có ý thức và chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại một số tuyến đường chính là đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp, v.v. các khu vực đi bộ đều có hàng rào chắn lối đi vào của người dân. Không hề xuất hiện bóng dáng người dân, không còn tình trạng người dân đạp xe, đi bộ hay tập thể dục. Khung cảnh nơi đây rất vắng lặng. Không phải như trước đây, khi đã cấm giăng dây thì vẫn bắt gặp một số người dân luồn lách chuyển xuống lòng đường để tập thể dục. Người dân thành phố đã sẵn sàng từ bỏ thói quen tập thể thao ngoài trời để thực hiện đúng theo chủ trương giãn cách xã hội thành phố. Tuyệt đối không ra ngoài đường khi không có việc thực sự cần thiết. Luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh này, thay vì ra ngoài đường thì mọi người có thể tự tập thể dục ngay tại nhà, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình, cộng đồng, tránh lây nhiễm dịch bệnh.